Xin chào các bạn. Nay tôi xin giới thiệu với các bạn trong cái video này về cái cách lên dây đàn và một số cái loại máy lên dây. Ở trên cái bàn và ghế của tôi đây thì sẽ có một số cái mẫu máy lên dây như này. Đầu tiên chúng ta nói đến là một cái chiếc điện thoại smartphone. Ví dụ như đây tôi có là một chiếc iPhone 6 thì cũng có thể sử dụng một cái phần mềm lên dây. Đó. Như các bạn thấy đây, khi mà tôi nói thì nó sẽ có bắt về cái tần số âm thanh. Đó. Rồi tôi sẽ cùng để đây để tí nữa chúng ta cùng thử lên dây. Hoặc một cái loại mà một vài loại máy khác, ví dụ như trên tay tôi là một cái máy Aroma AT01A, thì cái máy này nó sẽ cập vào đàn như 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 này. Các bạn có thể cập vào phía cần đàn như như đây. Để tôi làm đây và có thể bẻ góc để chúng ta chỉnh góc nhìn vào mắt của chúng ta. Đó. Như vậy. Đó, ok. Đó. Dạ, tôi sẽ để check lên để các bạn nhìn thấy hình ảnh đó. Hoặc là một chiếc máy khác của Musedo thì nó gọn hơn, nó sẽ kẹp vào như này đó, kẹp đây thì gọn hơn, các bạn có thể để nguyên như vậy, khi mà mang đi đâu đấy thì các bạn có thể để được luôn như này đó, cũng là một cách rồi. Hoặc là một cái máy vừa kết hợp cả máy gõ nhịp và máy lên dây như như cái máy MT50 của Musedo đây đó. Thì thường những cái máy này sẽ hoạt động như nào? Cái cách khởi động của nó thường thường nó sẽ là giữ khoảng 3 giây thì nó sẽ mở lên, hoặc là giữ khoảng 3 giây thì tắt đi. Đó. Thường thường các máy là như vậy. Rồi. Và ở các máy thường nó sẽ có các chế độ, ví dụ các bạn thấy ở đây. Đó là cái chữ C nó đang sáng này. Tôi ấn một lần nữa thì nó sẽ chuyển sang chữ G. Chữ B, chữ V, chữ U, đúng không ạ? Thì ở đây là các chế độ, ví dụ C nó là chromatic, tức là nó có thể đo hết các nốt như là trên đàn piano đó. Hoặc sang chữ G là guitar, sang chữ B đây, chữ B là của guitar bass, chữ này là của violon và chữ này là của ukulele đó. Thì tùy theo các bạn thích chỉnh như ở chế độ nào, các bạn sử dụng nhạc cụ nào thì các bạn chỉnh theo cái chế độ đó. Rồi. Và bây giờ tôi sẽ nói đến cách để các bạn lên dây. Cách lên dây thì sẽ có hai cách, và cách truyền thống từ xưa thì người ta thường lên dựa theo một cái nốt. Hồi xưa thì chưa có các cái công cụ điện tử như này. Thì người ta sẽ lên dây bằng cách là lấy một cái nốt mẫu, sau đó ví dụ nốt mẫu là nốt đây, ví dụ như cái nốt này người ta nghe là áng áng, là gần giống mi rồi, thì người ta sẽ lên dây tiếp bằng cách nào? Mi fa so, mi fa này, son la, người ta giữ cái dây ấn vào đây để tạo được âm thanh la đó. Khi mà có la rồi thì người ta sẽ lấy cái âm la này để chỉnh cái dây dây thứ hai theo cái nốt la này. Đó, cứ như vậy là người ta chỉnh dần 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 được được tất cả 6 giây. Đó là cái cách truyền thống, và cái cách này thì những người chơi tốt thì người ta hay thích sử dụng hơn, bởi vì máy móc thì nhiều khi là chính xác tuyệt đối rồi, nhưng mà âm thanh để mà ngọt ngào hay thì lại là phải theo cảm giác con người, đúng không ạ? Đó. Thì ở bài này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách sử dụng các cái tính năng của các cái máy này nhé. Thì còn cái nghe thì chúng ta phải tự bản thân mỗi người phải rèn luyện và chơi lâu thì chúng ta nghe mới tốt được. Đó. Ok, bây giờ chúng ta lưu ý trước khi mà lên dây thì chúng ta lưu ý các cái dây thì nó sẽ tương ứng với các núm khóa ở trên đây. Đấy, từng dây sẽ tương ứng như nào để chúng ta khi chỉnh dây nào thì chúng ta vặn đúng cái núm khóa đấy. Chứ không là chúng ta thường có người chưa quen thì có khi là chỉnh nhầm, cứ vặn mãi vẫn thấy âm thanh như vậy là đứt dây, thì là rất là nguy hiểm và thiệt hại cho chúng ta. Đó, thì chúng ta lưu ý các cái núm khóa và chia theo từng dây nhé. Đó, chúng ta nhớ cái cấu trúc dây buộc của của cây đàn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử với chế độ đây, ở đây tôi để là guitar này, và chúng ta có thể nhìn theo đây và đây cả màn hình của điện thoại này, màn hình của chiếc máy lên dây này. Thì chúng ta lên dây số 1, mi nhỏ nhất. Đó. Thì cái này nó sẽ rất là khó cho các bạn, vì các bạn không biết là dây số mấy này, nó lại báo số 3, số 4 này. Khi mà nhìn như vậy thì các bạn sẽ biết là nó đang 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 thấp hơn dây số 1 rồi. Thì các bạn phải tăng lên vào đúng cái núm khóa đầu tiên đây. Núm khóa đầu tiên.
nó nhảy về 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 một rồi này này. Đấy, nhưng mà cái kim của nó thì nó sẽ lại chạch về phía bên trái. Thì các bạn phải tăng lên chút nữa. Đó, các bạn nhìn thấy kim ở máy này, ở máy này. Rồi ở cái này thì màn hình này nó chưa lên giữa mi. Đó, nó vẫn còn đỏ đây. Đó, các bạn nhìn thấy nó ở giữa đây. Và cái vạch này ở giữa này, cái này nó sẽ đổi màu luôn. Đó, để các bạn thấy được là nó chuẩn. Được chưa? Rồi chúng ta sang dây số 2. Đó, khi mà sang dây số 2 mà chúng ta nhìn thấy cái số của nó lại thành số 3 này là nó đang bị thấp hơn, thì chúng ta phải căng lên nữa. Vẫn chưa được, vẫn chưa lên dây số 2. Đó, nó lên 2 rồi đây này. Đây, chúng ta nhìn ở màn hình điện thoại này thì nó sẽ là gần tới rồi này. Đó, nó còn non một chút đúng không ạ? Chúng ta căng lên một chút nữa. Đây, chúng ta nhìn cái máy này cũng vậy. Nó chưa lên thì nó báo đỏ ở bên này. Đó, khi nào được thì nó báo xanh cả hai bên này. Đây là đang quá này. Chúng ta giảm xuống một chút. Máy này nó đang báo quá này. Đó, như vậy là khi mà thiết bị đổi màu thì là được rồi. Đó, ok. Bây giờ chúng ta sang dây số 3. Dây số 3 nó báo số 6 nên là chưa được này. Mình thường lên quen rồi thì mình không không phải nhìn số nữa, mình nghe nghe áng chừng âm thanh của dây trước và dây sau. Dây này là dây, mình nói thêm luôn là cái dây cao nhất đây là mi này. Dây số 2 nên là xì này. Dây số 3 là son này. Son. Đây nó báo dây son ở đây nhưng mà đang non đúng không ạ? Kim đang về phía bên trái. Khi nào mà nó chập chờn thì các bạn phải chỉnh lên một chút nữa. Đây là dây số 4 là re re. Nếu các bạn nghe nó chưa 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 chắc chắn là có thể là dựa vào cái số này nó khó này thì các bạn phải nghe từ dây trước, ví dụ dây trước là son son thì các bạn xuống son re son re son re son thì nó phải áng áng tầm đó, chứ các bạn mà thấy nó dây son rồi mà dây dưới nó lại a thì nó lại thành la thì nó lại bị căng quá chẳng hạn. Đấy, các bạn lưu ý cái đấy, mình dựa vào cái tai nghe của mình cũng là một phần. Đó, như vậy là được re. Bây giờ các bạn nghe nốt re này. Và cái dây số 5 tiếp này. Tăng tăng, tức là nó đang thấp hơn rồi đúng không ạ? Thì các bạn chỉnh lên. Nhiều khi dựa vào cái số này nó sẽ rất khó ở cái những cái dây dây trầm này. Như vậy hơi quá một chút đúng không ạ? Đó, ok. Và dây cuối các bạn nghe dây la vừa nãy này. Đó, nó thấp hơn nhiều quá. Các bạn phải căng lên. Quá đúng không ạ? Phải chờ thiết bị một lúc, nếu các bạn búng nhiều quá nó sẽ bị rối. Các nhất là các cái máy này và máy máy lên dây này này. Điện thoại thì thường nó sẽ nhanh hơn. Đó, ok.
Đấy là lần vừa nãy thì chúng ta chỉnh sơ qua như vậy, xong chúng ta lại phải làm lại một lần nữa, bởi vì có những cây đàn nó cái cần của nó kém ấy. Những cây đàn cần kém thì nó sẽ bị vít cần xuống thì nó sẽ dây nó lại xuống, thì chúng ta phải chỉnh lại một lần nữa. Hoặc là những cái loại đàn dây ni lông, loại đàn classic ấy, thì cái độ co giãn của dây rất là nhiều, cho nên các bạn có khi phải chỉnh đến 3 4 lần thì dây nó mới chuẩn được. Đó, chứ không phải là chỉnh một lần mà chuẩn được ngay. Tôi giới thiệu sơ qua như thế để các bạn biết cách tự lên dây đàn, và các bạn có thể sử dụng các thiết bị. Ví dụ như các bạn nhỏ đang đi học thì không được sử dụng điện thoại, thì chúng ta sử dụng những cái máy lên dây, có thể là của Yamaha này. Loại này nó mắc tiền này. Đó. Còn những cái loại này thì nó sẽ rẻ hơn. Chúng ta lưu ý. Đó, cái loại này thì chúng ta có thể sử dụng được cả máy gõ nhịp luôn, cũng rất hay. Đây là lấy âm chuẩn. Đây, nhịp. Mình chưa dùng cái này. Đây, chuyển chế độ sang máy gõ nhịp. Đó, để chúng ta tập học đàn, piano hoặc guitar đều có thể được. Rất hay. Ok, tôi xin kết thúc video tại đây và chúc các bạn luôn luôn hứng thú với bộ môn học của mình nhé. Và các bạn phải chỉnh dây tốt thì các bạn chơi nghe nó mới ra bài được, chứ nếu mà dây sai thì nó người ta gọi là hay bị hỏng tai đấy. Cũng cũng rất là nguy hiểm, và chúng ta cố gắng chỉnh dây đúng và tập thật tốt thì nó sẽ nhanh tiến bộ hơn. Chào các bạn.